Chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hương Yên. Chúng tôi luôn có những thông tin cập nhật và hữu ích để mang cả thế giới đến với ngôi nhà của quý vị. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cán bộ công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn ngoài bị xử phạt hành chính sẽ bị thông báo về cơ quan kỷ luật. Vậy cụ thể thông tin này như thế nào? mời quý vị và các bạn cùng đón xem video sau đây của kênh YouTube Truyền Hình Hương Yên để nắm rõ thông tin này ngoài ra còn có những vấn đề đáng lưu ý xoay quanh chủ đề vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ được mang đến cho quý vị ngay sau đây Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 9 đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan khi nhận được thông báo cán bộ công chức viên chức vi phạm nồng độ cồn hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm minh. Chỉ thị nêu rõ nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ công chức viên chức vi phạm. Định kỳ hàng năm, các cơ quan phải tổng hợp Kết quả kỷ luật người vi phạm nồng độ cồn, báo cáo thủ tướng, thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn hoặc xử lý người vi phạm nồng độ cồn không nghiêm minh sẽ bị xem xét trách nhiệm. Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn các đơn vị xử lý cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn cũng như trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng trong ngành khi xử lý vi phạm giao thông phải thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thủ tướng yêu cầu không chấp nhận việc can thiệp tác động để bỏ qua vi phạm trong quá trình xử lý hành chính. Cảnh sát giao thông khi xử lý vi phạm nồng độ cồn phải xác minh nếu là cán bộ công chức viên chức thì thông báo về cơ quan quản lý họ để kỷ luật. Việc thông báo cán bộ đảng viên vi phạm nồng độ cồn về cơ quan từng được thủ tướng yêu cầu từ tháng 4 năm 2023 với những người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông hoặc chống đối cản trở lực lượng thực thi nhiệm vụ công an sẽ lập hồ sơ điều tra phối hợp với viện kiểm sát tòa án để xử lý bộ trưởng bộ quốc phòng được giao chấn chỉnh toàn quân gương mẫu không lái xe sau khi uống rượu bia phối hợp với bộ công an xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn do người và phương tiện quân đội gây ra quân nhân công chức công nhân và viên chức quốc phòng vi phạm nồng độ cồn hoặc không hợp tác khi bị xử phạt cần bị kiểm điểm xử lý. Chủ tịch tỉnh Thành chỉ đạo các cơ quan vận động bạn bè, người thân không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Chỉ thị cho thấy sự quyết tâm của chính phủ để giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn do vi phạm nồng độ cồn, mang lại an toàn cho cộng đồng khi tham gia giao thông chỉ thị được ban hành trong bối cảnh thời gian qua còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông một số trường hợp gây tai nạn giao thông làm chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường hoặc chống đối không hợp tác với cơ quan chức năng từ thời điểm thực hiện nghiêm quy định xử phạt khi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đến nay, người tham gia giao thông, đặc biệt là người lái xe ô tô đã có sự thay đổi rất lớn về nhận thức. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp bất chấp quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi gây tai nạn giao thông. Sẽ tiếp tục nghiên cứu về đề xuất giảm tiền phạt nồng độ cồn sau khi bộ công an đăng tải dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ có đề xuất trên cục cảnh sát giao thông đã nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp cả đồng tình và phản đối những người phản đối đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành vì phạt nặng vi phạm nồng độ cồn đã giúp người tham gia giao thông có ý thức về việc đã uống rượu bia thì không lái xe hơn nữa dù đã xử phạt nặng, cảnh sát giao thông làm việc xuyên Tết, xuyên các kỳ nghỉ lễ với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng 6 tháng đầu năm nay vẫn có trên 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó hơn 90% là người điều khiển mô tô bị xử lý người đồng tình thì cũng có những lý lẽ riêng. Những ý kiến này cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một người đàn ông khỏe mạnh uống một ly rượu trong vòng 1 giờ thì nồng độ cồn đo được dưới mức 0,3mg trên 1 lít khí thở và dưới 50mg trên 1ml máu. Các nghiên cứu khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy lượng nhỏ rượu bia có thể không gây ảnh hưởng quá lớn đến khả năng lái xe, vì vậy họ đề xuất giảm tiền phạt với người uống ít. Sáng ngày 8 tháng 8, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đề xuất giảm tiền xử phạt vi phạm nồng độ cồn mức 1 đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng được đưa ra sau khi bộ nhận ý kiến của một số bộ, ngành và người dân. Thực tế kiểm soát cho thấy ở các đô thị lớn, người điều khiển ô tô và một số người điều khiển mô tô đã không dám uống rượu bia, tuy nhiên, ở các vùng sâu, người có thu nhập thấp lái mô tô thì vẫn còn vi phạm nhiều. Những ý kiến phản đối lo ngại giảm tiền phạt có thể khuyến khích người dân uống rượu bia khi lái xe, dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Nhật cho biết thêm, thời gian tới Bộ Công an sẽ tổ chức hội thảo tiếp tục nghiên cứu để xây dựng dự thảo nghị định với tinh thần nghiêm minh, tương xứng với mức vi phạm và trình chính phủ quyết định. Trước đó, trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, với nồng độ cồn như trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Với mô tô, xe gắn máy, dự thảo nghị định quy định phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên lít khí thở. Trong khi, theo quy định hiện hành, với nồng độ cồn này, người điều khiển mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Với xe máy chuyên dùng, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên hít khí thở. Theo quy định hiện hành, nếu vi phạm nồng độ cồn như trên, người điều khiển xe máy chuyên dùng bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. đề xuất giảm phạt tiền với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn nhằm hướng dẫn thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bộ công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong đó có đề xuất phạt tiền với người điều khiển xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn Bộ đề xuất giữ nguyên mức xử phạt đối với người điều khiển xe đạp, xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên lít khí thở từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 ml trên lít khí thở, Bộ Công an đề xuất mức phạt mới từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Theo quy định cũ, mức phạt này là từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên lít khí thở được giữ nguyên mức phạt là từ 400-600.000 đến đồng. Sự thảo nghị định cũng bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe với tất cả hành vi vi phạm nồng độ cồn, cụ thể, lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên lít khí thở có thể bị trừ 12 điểm.